các tỷ phú và siêu tập đoàn có quan hệ sâu rộng với trung quốc kiểm soát truyền thông dòng chính tại mỹ liệu thế có ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn trung quốc Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ tôi là Chris Chappell. Tập này được tài trợ bởi Surfshark. Bạn nên sử dụng một phần mềm VPN như Surfshark để bảo vệ danh tính mỗi khi lên mạng. Mấy ngày trước tôi vừa đọc được một bài báo rất hài hước từ kênh truyền thông nhà nước tôi yêu, Thời báo Hoàn Cầu. Được lấy thẳng ra từ tiểu thuyết 1984, kiểu tự do là nô lệ ấy. Nghe đây. Đại dịch đã đảo ngược nhiều quan niệm, gồm cả quan niệm về tự do. Người dân Trung Quốc không có tự do ngôn luận, tự do thờ phụng hay tự do không sợ hãi, nhưng họ có tự do được đi lại và sống cuộc sống thường nhật. Trong một năm đại dịch, rất nhiều người dân trên thế giới sẽ đố kỵ hình thức tự do cơ bản nhất này. Nhân nói về tự do đi lại và sống cuộc sống thường nhật ở Trung Quốc. Đây là đoạn video mới đây quay lại chuyện xảy ra khi một phụ nữ đi ra khỏi một trung tâm cách ly ở Thẩm Dương đoạn video quay cảnh tự do đi lại và sống cuộc sống thường nhật ở trung quốc kia mới xuất hiện tuần trước chỉ truyền thông nhà nước trung quốc mới có thể nghĩ ra điều lơn lẹo như vậy và rồi tôi nhận ra sai lầm của mình không phải tôi đang đọc thời báo hoàn cầu tôi thực ra đang đọc new york times phải trong bài báo về phiên bản tự do của trung quốc này tác giả viết khủng hoảng toàn cầu có thể gieo cấy nghi ngờ về các dạng thức khác của tự do. Gần phân nửa cử tri Mỹ ủng hộ một tổng thống phất lờ khoa học và thất bại trong đưa ra những biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất để bảo vệ đất nước. Những kẻ ủng hộ Trump ô chọc các người là lý do chúng ta cần mô hình độc tài của Trung Quốc. Ý tôi là mô hình tự do của Trung Quốc. Như tờ New York Times viết, phương Tây có lẽ sẽ phải vất vả để quảng bá tầm nhìn của mình về tự do sau khi trung quốc khiến mô hình của họ hấp dẫn đến thế ô oh, vâng quá hấp dẫn đồng ý là chế độ này đã đẩy hơn một triệu người duy ngô nhĩ thiểu số vào các trại tập trung nhưng ít ra ở trung quốc bạn đâu phải đeo khẩu trang trừ khi bạn đi thu hoạch tạng từ người bất đồng chính kiến khi họ đang còn sống thế thì chắc chắn phải đeo khẩu trang rồi là vậy thì họ mới không thấy mặt bạn khi bạn lấy đi lá gan của họ nhìn thấy new york times nhanh nhẩu nhại lại tuyên truyền của truyền thông nhà nước trung quốc đến vậy tôi bắt đầu tự hỏi truyền thông mỹ nằm trong tay đảng cộng sản trung quốc tới mức độ nào rõ ràng hoàn toàn không dễ điều tra nhất là với một kênh youtube nhỏ bé như chúng tôi có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên nhưng ngân sách của chúng tôi còn không nhiều như của new york times chẳng hạn đấy là trụ sở của new york times riêng cái logo ở bên ngoài kia thôi đã to hơn cả văn phòng và trường quay của chúng tôi cộng lại nhưng ngay cả khi không có ngân sách nhiều tới mức ngu xuẩn như của new york times tôi vẫn có thể tìm được nhiều thông tin công khai đủ khiến mình rất lo lắng đơn cử bạn có biết rằng rất nhiều hãng truyền thông lớn như cnn washington post msnbc và vâng cả new york times nữa đều hưởng thụ những bữa tối riêng tư và các chuyến đi được tài trợ bởi một tổ chức có quan hệ với mặt trận thống nhất của Trung Cộng hay không? Tôi có thể kết luận được thế chỉ bằng cách tìm kiếm những hồ sơ công khai của Bộ Tư pháp Mỹ theo luật đăng ký phái bộ nước ngoài hay FARA. Tổ chức này có tên Hiệp hội Trao đổi Trung Mỹ. Một sáng kiến phi lợi nhuận do Đồng Kiến Hoa sáng lập đồng từng là trưởng đặc khu hồng kông và giờ là phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân trung quốc một bộ phận quan trọng trong chiến lược mặt trận thống nhất của trung quốc theo báo cáo này của ủy ban soát xét kinh tế và an ninh mỹ trung chiến lược của mặt trận thống nhất sử dụng nhiều biện pháp để tác động tới các cộng đồng người hoa hải ngoại các chính phủ nước ngoài và các cá nhân khác để hành động và thúc đẩy các chính sách có lợi cho bắc kinh Hiệp hội của đồng có rất nhiều quan hệ với mặt trận thống nhất. Như chúng tôi đã nói, trên tập này của Trung Quốc không kiểm duyệt hồi năm 2017. Hiệp hội này đã hợp tác với rất nhiều viện nghiên cứu, vận động hành lang chính phủ Mỹ, và thậm chí còn tài trợ các cuộc gặp giữa cựu binh Mỹ và cựu binh PLA. Tôi sẽ để đường dẫn tới tập Trung Quốc không kiểm duyệt kia ở phần mô tả. Vậy, Hiệp hội trao đổi Mỹ-Trung tác động tới truyền thông Mỹ như thế nào? Theo hồ sơ này của FARA, tổ chức trên hợp tác với một công ty vận động hành lang Mỹ là Brown Lloyd James hay BLJ. Và BLJ đã làm gì cho Hiệp hội Trao đổi Trung Mỹ? Theo cách họ mô tả, để phát triển những bản tin có lợi trên các kênh truyền thông chủ chốt của quốc gia, BLJ sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến đi làm quen tới Trung Quốc. Trong đó, bao gồm đưa các nhà báo hàng đầu tới Trung Quốc, được tuyển chọn nhằm nâng cao tính hiệu quả và cơ hội cho các bản tin có lợi. Chỉ riêng trong năm 2009, BLJ đã thu xếp hai chuyến đi cho các nhà báo đại diện cho các nhà xuất bản hàng đầu ở Mỹ, bao gồm Newsweek, National Journal, The Nation, The Nation Congressional Quarterly, US News và World Report, Chicago Tribune và Washington Note. Tôi không chắc liệu tất cả cái tên đó đều là nhà xuất bản hàng đầu hay không. Tôi khá chắc Washington Note chỉ là công ty một người nhưng quy mô không phải vấn đề. Vì BLJ khoe rằng họ đã đạt được việc xuất bản 26 bài bình và trích dẫn trong 103 bài báo khác nhau, thay mặt cho Hiệp hội Trao đổi Trung Mỹ. Hãy nhớ, đây là một tổ chức nhận tiền từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, với mục đích cụ thể là tác động cách dân Mỹ nghĩ về Trung Quốc. Đó đã là từ 2009 rồi, tới năm 2011. Họ làm còn tốt hơn từ hồ sơ fara này chúng ta thấy blj đã thu xếp các bữa tối riêng thay mặt cho cusef với một số kênh truyền thông chính trong đó có new york times và wall street journal hồ sơ đó cũng cho thấy blj đã thu xếp các chuyến thăm trung quốc cho phóng viên của npr atlantic yahoo bloomberg view msnbc và reuters có rất nhiều bài báo fara như vậy trong mấy năm qua và chúng cho thấy cách các tập đoàn truyền thông dòng chính nhận những bữa ăn sang trọng và chuyến đi miễn phí tới trung quốc ra sao trong bài báo này của Vox chỉ trích cuộc gặp của Trump với kim jong un họ đặt một cảnh báo ở cuối trang rằng tác giả viết bài báo này khi đang tham gia chuyến thăm miễn phí tới trung quốc do CUSEF tài trợ không thấy đề cập quan hệ với mặt trận thống nhất hay trung cộng và các báo cáo của Vox thì như thường lệ rất độc lập trên thực tế CUSEF đã khoe khoang chuyện này trên tờ tự giới thiệu. Đây là cái từ năm 2012. Viết rằng họ đã đưa ba đoàn đại biểu trong giới truyền thông tới Trung Quốc. Trong đó có phóng viên từ Washington Post và Bloomberg News. Trong hình là các phóng viên Mỹ đang tham quan Huawei. Nhưng đây là lý do tại sao đó không phải bằng chứng thuyết phục. Đồng ý là các tổ chức truyền thông và phóng viên này nhận được các bữa ăn riêng và chuyến đi miễn phí tới Trung Quốc thế chắc chắn làm xấu hình ảnh của họ. Nhưng không thể chứng minh bài viết của họ bị ảnh hưởng bởi điều đó. Nhưng thế cũng không quan trọng, vì thực ra còn những lo ngại lớn hơn du lịch và thực phẩm nhiều. Tôi sẽ nói tiếp ngay sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Những chuyến đi miễn phí tới Trung Quốc và các bữa ăn riêng với một tổ chức có quan hệ với Trung Cộng chắc chắn nghe rất đáng nghi. Nhưng sự tính thực ra còn tệ hơn nhiều. Nếu đã xem tập trước của chúng tôi, cách năm siêu tập đoán kiểm soát mọi thứ bạn xem trên TV, thì bạn sẽ biết rằng, có năm siêu tập đoán kiểm soát mọi thứ bạn đang xem trên TV. Và đoán xem, những công ty đó đều có lợi ích tài chính sâu rộng ở Trung Quốc. Tương tự, các tờ báo lớn. Cổ đông lớn nhất của New York Times là tỷ phú Mexico Carlos Slim. Gai Có lẽ Carlos thôi thì hơn. Carlos có nhiều khoản đầu tư quan trọng ở Trung Quốc, như hợp tác với công ty JAC Motors của Trung Quốc để sản xuất ra xe ô tô ở Mexico cho thị trường Mỹ Latin. Forbes nói đó là cách lách chính sách thương mại của chính quyền Trump. Và New York Times thường chỉ trích rất sẵn rộng các chính sách thương mại của Trump. Với những bài bình như thế này, thế này và thế này năm nay bloomberg đưa tin về một thương vụ giữa carlos slim và huawei công ty trung quốc là mối đe dọa với an ninh quốc gia mỹ vậy carlos slim có nhiều lợi ích ở trung quốc liệu các mối làm ăn với trung quốc của ông ta có tác động cách new york times đưa tin về trung quốc rất khó để nói cánh phóng viên new york times thỉnh thoảng cũng viết những bài rất chất lượng về trung quốc như bài này về cách trung quốc tổ chức giam giữ quy mô lớn người theo đạo hồi nhưng với những chủ đề nhạy cảm nhất định về trung quốc new york times sẽ không đưa tin như chuyện các bệnh viện nhà nước trung quốc giống cái này giết hại có hệ thống học viên pháp luân công và người duy ngô nhĩ để cướp tạng new york times cũng không phải tờ báo mỹ duy nhất thuộc sở hữu của một tỷ phú có quan hệ sâu rộng với trung quốc hãy xem tỷ phú michael bloomberg theo ông Bloomberg, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không phải độc tài. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn giữ quyền lực ở Trung Quốc và họ lắng nghe công chúng. Tập Cận Bình không phải độc tài. Ông ấy phải làm vừa lòng cử tri, không thì không thể tồn tại. Ông ta không phải độc tài ư? Ừ. Không, ông ấy có cử tri để phục vụ. Chẳng phải dân muốn một cuộc cách mạng hay sao? Sẽ không có cuộc cách mạng nào hết. Không, chính phủ nào tồn tại nếu thiếu sự đồng thuận của phần lớn người dân. Được chứ? Trong một diễn biến không liên quan, gia tài cách xù của Michael Bloomberg phụ thuộc phần lớn vào việc ông ta có được Đảng Cộng sản Trung Quốc hài lòng hay không. Mạng lớn nhất trong công ty Bloomberg LP của ông ta là bán cổng thông tin Bloomberg. Họ cung cấp dữ liệu tài chính cho giới đầu tư chuyên nghiệp, chiếm khoảng 85% lợi nhận toàn công ty. Hàng ngàn cổng thông tin này nằm ở Trung Quốc. Khoản thu từ phí đăng ký hàng tháng đắt đỏ của chúng phụ thuộc vào quyền truy cập dữ liệu từ Trung Quốc. Đoán xem, ai kiểm soát quyền tiếp cận với thị trường tài chính Trung Quốc? Chính phủ Trung Quốc có thể đóng quyền tiếp cận dữ liệu của Bloomberg bất cứ lúc nào. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kinh doanh của Bloomberg LP, không chỉ ở Trung Quốc, mà còn ở các nước khác nơi họ bán cổng thông tin. Tất nhiên, các cổng thông tin Bloomberg còn là cách để gửi hàng tỷ đô la tiền đầu tư Mỹ vào Trung Quốc. Và trong vài năm qua, một quỹ chỉ số của Bloomberg đã giúp hỗ trợ 364 công ty Trung Quốc bằng cách chuyển khoảng 150 tỷ đô la vào các thương vụ trái phiếu của họ, trong đó có 159 công ty do chính phủ Trung Quốc kiểm soát trực tiếp. Vậy khối kinh doanh của Bloomberg ảnh hưởng ra sao tới khối tin tức truyền thông của họ? bloomberg news chắc chắn là kênh tin phê phán thường chiến với những bài báo có tên thường chiến của trump với trung quốc xem chứng sẽ không chiến thắng và sự điên rồ của thương chiến đặt thế giới trên băng mỏng bloomberg news thực ra còn bị cáo buộc chặn các bài báo có thể chọc giận trung quốc mỉa mai thay cáo buộc đó là từ new york times bloomberg cũng có một quy định đặc biệt áp dụng với các bài báo nhạy cảm không muốn đăng lên cổng thông tin bloomberg tại nội địa trung quốc vì lần nữa, Bloomberg Media, vốn thuộc Bloomberg LP, với 85% lợi nhuận thu được từ những cổng thông tin kia, vốn rất cần tiếp cận thông tin từ thị trường Trung Quốc. Cựu CEO của Bloomberg từng nói: "Nếu anh có một công ty trị giá 9 tỷ đô la sắp bị níu chân bởi bộ phận tin tức thua lỗ 100 triệu đô la mỗi năm, thì anh có nên ngừng lại hít một hơi và nghĩ về tác động của những gì anh đang làm?" Ô, oh, xin lỗi, tôi không thể hít một hơi vì đang bận tức đến phát ngẹn đây. Thực ra, hãy dành một phút cho quảng cáo, rồi tôi sẽ trở lại để nói về Jeff Bezos. Chào mừng trở lại. Vậy còn Jeff Bezos, tỷ phú sở hữu Amazon.com thì sao? Ông ta sở hữu Washington Post. Bezos từng nói, Amazon được định vị tốt để phục vụ Trung Quốc. Nhưng với những lao động Trung Quốc làm việc nhiều giờ trong điều kiện không an toàn tại các nhà máy của Amazon tại Trung Quốc thì không. Bezos hẳn là đang nói về phục vụ chính phủ Trung Quốc vì lợi ích tài chính riêng. Chúng ta còn biết Washington Post đã nhận hàng triệu đô la từ một hãng truyền thông tuyên truyền của Trung Quốc. Thực ra là có đến một lượng các tờ báo lớn của Mỹ đã nhận tiền. Washington Post nhận 4,6 triệu đô la. New York Times nhận 50.000 và Wall Street Journal nhận hẳn 6 triệu đô. Ừ thì dân chủ chết trong bóng tối, nên phải tìm cách đóng tiền điện phải không? Những ví dụ này đều là các cá nhân tỷ phú, sở hữu các tờ báo và có quan hệ tài chính sâu rộng với Trung Quốc. Tôi không thể tin nổi chuyện đó. Giờ, tới các mạng truyền hình, quan hệ của họ với Trung Quốc còn sâu rộng hơn thế, Phần lớn đều thuộc sở hữu một trong số năm tập đoàn lớn mà tôi đã điểm danh trong một tập hồi năm 2018. Họ đều có lợi ích lớn ở Trung Quốc. Như CNN, thuộc sở hữu của Warner Media. Hồi năm 2013, khi còn mang tên Time Warner, công ty này đã đầu tư 50 triệu đô la vào Trung Quốc. Lúc đó, CEO của họ nói, tăng cường hiện diện toàn cầu là một trong những ưu tiên chiến lược của Time Warner. Và Trung Quốc là một trong những vùng lãnh thổ hấp dẫn nhất mà chúng tôi đang hoạt động. Nhưng nơi đó rất phức tạp. Có rất nhiều cách để các tập đoàn đa quốc gia mờ ám này tác động đến công ty truyền thông mà họ sở hữu để mưu lợi cho các khoản đầu tư tại Trung Quốc của họ. Ví dụ, còn nhớ chuyện dân biểu dân chủ của California Eric Swalwell và người bị tình nghi là điệp viên Trung Quốc phương phương không? Theo Fox News, rất nhiều kênh truyền thông lớn không đưa tin về câu chuyện này. NBC và MSNBC thuộc sở hữu của Comcast. Cổ đông lớn nhất của họ có Vanguard và BlackRock. Cả hai đều đầu tư mạnh tay vào Trung Quốc. CBS thuộc sở hữu của National Amusement. Họ còn quản lý cả Paramount và MTV. Và Trung Quốc là thị trường chính của cả hai. CBS cũng có lợi ích kinh tế ở Trung Quốc. Và thậm chí còn tự kiểm duyệt chương trình The Good Fight của họ vì một phim ngắn âm nhạc chế giễu kiểm duyệt của trung quốc còn disney thì sao disney tất nhiên có lợi ích khủng ở trung quốc disney thượng hải một thị trường điện ảnh khổng lồ tại đó và lần họ quay phim mộc lán tại nơi chỉ cách một quãng lái xe ngắn là tới các trại tập trung và rồi họ cảm ơn các tổ chức trung quốc có liên quan disney cũng sở hữu abc và espn espn nhân tiện không thích nhân viên của mình bàn luận về chính trị Trung Quốc. Trừ phi họ chiếu bản đồ mang tính chính trị của Trung Quốc lên truyền hình, hưởng ứng những tuyên bố chủ quyền điên rồ của Trung Quốc với Đài Loan và toàn bộ Biển Đông. Vậy là, phần lớn truyền thông dòng chính đều có mảng kinh doanh, hoàn toàn trùng thuyền với chế độ độc tài tàn bạo của Trung Quốc. Xin nhắc lại là tôi không nói tôi có thể chứng minh điều đó ảnh hưởng tới cách họ đưa tin, nhưng nó có làm giấy lên nghi vấn, như tại sao truyền thông dòng chính che đậy câu chuyện Hunter Biden và Trung Quốc? Và tại sao Carlos Slim lại không gây? Nhưng tôi có biết một nguồn đáng tin cậy về tin tức Trung Quốc. Trung Quốc không kiểm duyệt. Bạn chắc chắn nên đăng ký theo dõi kênh đó nếu vẫn chưa làm. Đường dẫn ở dưới đây. Và tập này được tài trợ bởi Surfshark. Surfshark là một phần mềm VPN cho phép bạn bảo vệ danh tính mỗi khi lên mạng. Nó giúp bạn ẩn địa chỉ IP và điều đó rất quan trọng vì các chính phủ, tập đoàn lớn và các hacker có thể đang theo dõi trang web bạn truy cập và những gì bạn đăng lên mạng. Với tính năng camouflage của Surfshark, ngay cả nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng không biết là bạn đang sử dụng VPN, giúp bạn có được riêng tư. Thêm nữa, tính năng Clean Web của Surfshark cho phép bạn duyệt web mà không gặp quảng cáo, phần mềm theo dõi và malware. Nên hãy giữ an toàn với Surfshark. Hãy thử dùng ngay với khuyến mại đặc biệt giảm 83% cho 2 năm sử dụng, cùng 3 tháng miễn phí. Truy cập surfshark.com, Uncover. Chỉ với 2,21 đô la một tháng, bạn đã có thể cài surfshark trên mọi thiết bị. Bấm vào đường dẫn ở dưới đây. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.